Và sau đây mình xin hướng dẫn hãng này set con Oppo YoYo mã là R2001. Đầu tiên là mình đã tắt nguồn máy rồi. Rồi mình sẽ giới giữ phím giảm âm lượng, cộng phím nguồn. Sau khi máy rung một cái thì mình sẽ thả phím nguồn ra, vẫn giữ phím giảm âm lượng. Đến khi nó vào cái giao diện này, mình chọn phím lít. Rồi máy này mình vẫn không chạm lên được màn hình cảm ứng, mình phải dùng phím nguồn để xác nhận. Rồi mình dùng phím giảm để chỉnh xuống. Cái này thì máy này vẫn cảm ứng trên màn hình cảm ứng được. Qua data hình kép, rồi mình chọn Z. Như vậy là xong.